Viện Quốc phòng Hoa Kỳ. Và thì người thứ ba, một trong những người quan trọng về phía Việt Nam tham dự đó là bà tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh. Bà này là phó khoa về Phó văn khoa vậy đó. phó khoa về luật, và nghe nói rằng là bà này cũng là một người của Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Của Nam. sao vậy nào? Bà cũng là cái người tham dự và một là một trong những người thuyết trình đoàn. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất trong cái buổi hội thảo này, thưa anh Phụ và thưa quý nhà, thì ông Christopher Hill lúc mà giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh đặt câu hỏi, và cái phần nói chuyện bà Nguyễn Thị Lan Anh thì hắn không cần phát ở đây, Vô thưởng vô phạt. cái đại vô thưởng không cần phải nói, nhưng mà cái quan trọng nhất là Và không có một cái thái độ nào về vấn đề không này có đặt, dạ đúng, không có thái độ như anh trình bày. Thì bà đặt câu hỏi liên quan vấn đề Biển Đông đối với ông Trung tướng Yu Zheng Hu về cái việc xảy ra năm 1974 chiếm Hoàng Sa, và 1998 chiếm Trường Sa. Bà đặt câu hỏi lý do bà câu hỏi là tại vì ông Yu Zheng Hu ông có nói rằng là muốn giữ Trung lại Cộng muốn giữ tất cả mọi thứ nguyên trạng, nguyên trạng như cũ đó. không có gây hấn gì cả. Thì bà đặt câu hỏi này về phía Việt Nam là có anh có gây hấn năm 74 và Và năm 98, 98. và đây là câu trả lời của ông Yu Zheng Hu, đoạn video 2 phút, thưa quý khán giả. So, what would you define the status quo now? I think the status quo in the history have got different meanings and different situations. If you look at the situation before 1960s, I don't think there was any dispute. All countries accepted that South China Sea is the territory of China. You look at the maps published. You mean the maps published by the Philippines in 1988? It is still included the Hoang Island in the territory of China. If you read the letter by Prime Minister Phan Văn Thông to Chinese minister, you will find that that's written in white paper and black ink. So that's you may have different understanding. So now the problem is that how to interpret how to manage the relationship. Cái đoạn video là như vậy là đúng rồi. Và chúng ta nghe rõ đó là ông Diêu đó, ông nói rõ ràng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng Việt Nam Vâng. đã công nhận vấn đề Hoàng Sa Trường là Sa là sao của là Trung sao Cộng là rồi. của Trung Cộng qua một bản văn thư bằng black and white, tức là giấy trắng mực đen giấy trắng mực đó. đen rõ ràng Đã, mà anh Khanh Cộng sản Việt Nam đó, đây là bố bạn nói nhá, bảo là tụi con của tao là Thủ tướng Phạm Văn Đồng tụi bay đó đã ký giấy và chấp nhận cái này là của tao từ năm 74. Thế thì bây còn cái gì nữa? Thì đó, thì ông nói là từ năm mà anh Cộng sản Việt Nam trước giờ vẫn chối nha, bảo là vẫn chối bảo là Phạm Văn Đồng không ký. Dạ vâng, thì Phạm Văn Đồng là theo lãnh của Hồ Chí Minh đã ký bản văn này, mà anh Trung Cộng đã xài cái này. Dạ vâng, thì anh Cộng sản Việt Nam đã bán nước bằng dạ vâng. của ông đã Hồ bán Chí Minh nước, đã bán nước cái bằng 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 bản cáo, đó. và cái hành động bán nước đó ngày hôm nay được khẳng định rõ ràng bởi bởi trước bởi Trung Cộng. Ông Trung Tướng Du ông không thể nào nói gì khác hơn những gì mà ông có thể trình bày được. Mà điều đặc biệt ông nói là năm 1988 á, khi cái bản đồ của Trung Cộng đưa ra, trong đó có Hoàng Sa Trường Sa là tất cả mọi thứ, có ai phản đối đâu, Việt Nam cũng đâu có phản đối. Là bởi vì tại sao vậy, là bởi vì anh nó bán rồi phản đối cái gì. Đúng. Cho nên cái vấn đề không đặt vấn đề gây hấn đây, thì ở đây thì hắn xin mời quý vị. Đó là lý do tại sao chúng ta mới thấy đó là tất cả những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam khi mà nó Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam anh Cộng sản phải nhấp. Và tại vì bây giờ anh cho phép biểu tình đó là anh bắt buộc phải lòi ra cái chuyện đó, tại vì khi anh biểu tình đó đây Trung Cộng sẽ làm lớn chuyện lên, bảo này tụi bay đã đưa giấy cho tao rồi. Dạ vâng. Mà đã đưa giấy nhà bố tụi bay đưa giấy cho tao là qua ông Hồ Chí Minh, là bố già dân tộc tụi bay đã đưa giấy cho tao, và đồng thời đã qua ông Phạm Văn Đồng ký dưới quyền Hồ Chí Minh bán nước cho Trung Cộng rồi. Dạ vâng. Bây giờ biểu tình gì nữa, thì đâm ra đó anh Cộng sản Việt Nam sẽ mất cái thế đứng là một vị chỉ huy của đất nước mất và mất chính nghĩa của mình rất nhiều, dạ vâng. và sẽ lung lay đến quyền lực của mình. Bắn thật bắn giả cái này không cần biết, nhưng cái điều quan trọng nhất á là cái việc ông Hồng Lỗi, cái người tên ông Hồng Lỗi là cái người phát ngôn viên đó, ông nói như thế này qua cái kế tiếp. Ông nói rằng là chúng tôi hy vọng phía Việt Nam tiến hành các bước nghiêm túc nhằm cải thiện việc giáo dục và quản lý ngư dân để tránh các hoạt động trái phép như vậy. Cái câu của ông nói là giáo dục, có nghĩa là sao? Có nghĩa ý ông nói là các anh đã nhượng cái phần đảo Hoàng Sa này cho chúng tôi rồi, thì các anh phải báo cho các những người ngư dân của mấy anh biết là đừng có đi vào trong những khu vực trái phép mà sao bị bắn tiếp trong những ngày sắp tới.
Có nghĩa là sao? Có ý qua câu này chúng ta thấy khẳng định giống như cái cuốn video mà của mà chúng ta đã từng chiếu. Là Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Của Trung Cộng rồi. Không có gì phải không không có vấn đề thương lượng ở trong cái vấn đề đây. Nhưng mà các anh phải báo cho ngư dân của anh biết để họ đừng có tiến vào khu vực này. Và chúng ta biết thực tế bây giờ Cộng sản Việt Nam có bao giờ giặt? Biển Đông và nhất là vấn đề Hoàng Sa Trường Sa là bất lực. Vâng. Trong chuyện đó. Và nó nói ra trên là bố mấy anh là Hồ Chí Minh đã đi bắt nước. Dạ vâng. Mình vẫn bị lấn cấn chuyện đó chứ không dám khẳng định cái chuyện này. Dạ vâng. À, mà bây giờ lên tiếng mạnh miệng thì không biết lên tiếng làm sao. Vâng. Thì cái vấn đề ở đây thưa anh Vũ và thưa quý vị, nó có một cái điều cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn khẳng định một điều đó là Cộng sản Việt Nam không có cái tính chính danh đi đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa khi mà chính mấy anh đã ký cái đó để nhượng lại cho Trung Cộng. Chỉ có quốc dân Việt Nam là có cái chính danh duy nhất để có thể đi đòi lại hai quần đảo đó mà thôi. Ngay cả bây giờ bảo mấy anh đi kiện thì mấy anh không dám đi kiện. Tại vì nếu mà cần đi kiện ở Liên Hợp Quốc thì sẽ còn lòi ra những cái mà anh đã từng bán hoặc như thế nào đó chúng ta không biết được. Nhưng mà chứng qua cái việc mà của ông Hồng Lỗi, cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng họ lên tiếng như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một điều là Trung Cộng đã khẳng định cái chủ quyền rồi thì các anh phải có lý có phải yêu cầu ngư dân cũng. Nhưng mà cái tin ở Việt Nam khi mà họ đưa cái tin này ra lên thắng thì có hai cái chuyện nó xảy ra. Dạ. Tại vì đúng ra nó nếu mà chúng ta thấy đó là chuyện này Cộng sản Việt Nam nên ếm nhẹ. Dạ. Là chuyện bình thường là mấy anh ếm nhẹ. Vâng. Và không đưa luôn. Dạ. Đưa luôn. Dạ. Thế thì câu hỏi phải đặt ra là tại sao báo chí lề phải nào đã được nhắc được lại từ đâu? À, mà đưa cái, mà cái vấn đề đó là từ Ủy ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi đưa ra tất cả toàn bộ chính sách liên quan với đề chỉ đạo tư tưởng của cũng như giáo dục thì cái ủy ban này đó nó có mục đích gì thì nó đưa cái bài báo này ra. Dạ vâng, không mới đầu như thế này thưa anh Phụng, mới đầu đó thì là Tòa Thanh Niên đưa bản tin này trước, nhưng mà chỉ một tiếng đồng hồ sau thì Tòa Thanh Niên phải dẹp cái bản tin này. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam không thể giấu nhẹm được là bởi các báo chí ngoại quốc họ đã bắt đầu họ đăng rồi, cho nên cuối cùng cả sẽ không thể bưng bít được cái chuyện này nên cuối cùng phải đăng cái chuyện này ra. Và điều đặc biệt ở đây đó thưa anh Phủ, một bài báo tờ Việt Nam Net sau này đó họ có đăng một bản tin nói rằng là theo bản tin của AP cho biết thì phía bên Trung Cộng đã nhìn nhận là có bắn tàu đánh cá của Việt Nam. Thì cái vấn đề đặt ra là cả hơn 1800 tờ báo của Cộng sản Việt Nam chẳng nhẽ tại đến cái độ mà không có được một ký giả. Chúng ta có biết là Cộng sản Việt Nam hiện tại đang thành lập những cái cơ sở truyền thông ở nước ngoài nhằm tuyên truyền cái chế độ của họ cho những cộng đồng người Việt. Chẳng nhẽ họ không có tin để báo rằng là như thế này là anh Cộng sản Việt Nam bị quá nhiều áp lực tại vì có nhiều tin, quá nhiều tin của thế giới đưa ra. Vâng. Và cái Internet là một cái phát triển mới của thế giới. Dạ vâng. Tức là Cộng sản Việt Nam bây giờ bị từ ngoài đánh vô. Dạ vâng. Đến nỗi mà dân bắt đầu họ những cái tin đồn và họ lên trên Internet họ có thể thấy cái chuyện này mà dạ vâng. Sẽ có đặt câu hỏi ra là tại sao Cộng sản Việt Nam nước chúng tôi lại không có đăng chuyện này. Dạ vâng, không giống. Mà điều đặc biệt là tiếng Việt Nam họ nói rằng theo bản tin của hãng AP. Tại sao không theo bản tin của VOV của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại bảo rằng thích đăng một bản tin của AP. Tức là cái anh mà viết cái bản tin ở trên tờ Việt Nam đó cũng rất thận trọng, cũng phải thận trọng, không dám nói rằng là ở đâu lấy, chỉ nói là bản tin ngoại quốc đó lấy về. Mà sau khi tin rồi anh có một điều rất là đặc biệt là bản tin được đưa thêm là bây giờ đó thay vì yêu cầu Cộng sản Trung Quốc phải bồi thường tới tất cả những cái vấn đề vật chất cũng như vật thương tích cho những người bị bắn thì bây giờ hội ngư dân của phía bên Cộng sản Việt Nam đứng ra quyên tiền để mà bù đắp cho những người mà bị bắn trong thời gian vừa qua. Tại vì đó anh Cộng sản Việt Nam không thể nào kiện anh Trung Cộng được tại vì anh đã bán đúng chỉ nó, cho nên bây giờ nó quay trở lại nói gì với ngư dân bây giờ. Bởi đó là cái mà chúng ta thấy là bây giờ Cộng sản Việt Nam không có một cái chính danh nào cả trong vấn đề cầm quyền và cũng như đi đòi lại cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Đừng tiếp tục bảo rằng là Trường Sa và Trường Sa chủ quyền của mình. Cái vấn đề là chỉ có quốc dân Việt Nam có quyền đi đòi thôi. Đó là lý do chính đáng nhất. Mà muốn đi đòi được thì Cộng sản Việt Nam phải đi chỗ khác chơi. Thì quốc dân Việt Nam có thể đòi được. Đó là cái cơ hội mình đòi lại. Dạ, vâng. Cơ hội. Còn ngoài ra ngày nào Cộng sản Việt Nam còn ngồi đó thì sẽ không bao giờ quốc dân Việt Nam có thể đòi được hai cái phần đất. Một tổ tiên của ông ta đã phải đổ máu để giữ lại. Cho nên người ta mới đặt câu hỏi là chẳng thà ngày trước đừng đánh Pháp á thì Pháp còn giữ giùm cho hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi vì trước khi mà Pháp rút đi người Pháp họ đóng hải quân của họ ở Hoàng Sa Trường Sa mà. Nếu mà ngày đó đừng đánh Pháp thì bay ra chúng ta vẫn còn giữ được đất nước của chúng ta ngày hôm nay nguyên vẹn và không bị mất hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng vì đuổi người Pháp đi và đưa đến cái tình trạng là Đảng Cộng sản Việt Nam phục vụ cho quyền lợi của đế quốc Liên Xô và vì cái nhu cầu cưỡng chiếm miền Nam và đã nhận 21 tỷ Mỹ kim của Trung Cộng thì cuối cùng phải bán hai cái đó cho anh Trung Cộng. Để trả nợ cái nợ 24 tỷ chứ.
Và cái chuyện mà trách móc như Thắng vừa nói ra nó đúng. Bây giờ có nhiều dư luận đã trách luôn là cuộc kháng chiến chống Pháp đấy cho mày không luôn. Đúng. Và vấn đề mất lãnh hải. Ai cho tiền mà anh đánh Pháp? Nếu không phải là anh trúng cổng, anh phải tới anh triều cống nó, anh xin xỏ nó mới cho anh tiền anh đánh trúng rồi, để đánh Pháp. Chứ còn khả năng đâu đánh Pháp. Tại vì cái cuộc chiến chống Pháp đó là nhiều tổ chức chống Pháp chứ không phải là chỉ anh Cộng sản chống Pháp thôi. Vâng. Nhưng mà nó trở lại cái chuyện là anh Cộng sản, anh chống Pháp, anh dịch công của những cái tổ chức khác. Dạ vâng. Và đồng thời đó, khi mà anh mang tiếng là đánh Mỹ nữa. Dạ vâng. Và cái cuộc chiến mà đánh Mỹ đó, để cuối cùng đó, xâm chiếm Việt Nam, để tới nước Việt Nam, cả nước Việt Nam bây giờ bị mất vào tay Trung Cộng. Vâng. Thì cái chuyện đó chuyện anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước toàn dân. Dạ vâng. Nói cho cùng thì phụ trở lại cái vấn đề truyền thông của phía bên Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta cũng biết tin là Cộng sản Việt Nam đang bị phải đăng. Dạ, bị phải đăng là chuyện thứ nhất. Thứ hai là bây giờ nghe tin rằng là từ hôm nọ nhạc sĩ Trúc Hộ có thông báo cái sự kiện là phía bên Cộng sản Việt Nam họ đưa một số các đài truyền thông của họ đi ra nước ngoài, đặc biệt là qua cái hệ thống vệ tinh, để mà coi như tuyên truyền đến cộng đồng của người Việt hải ngoại. Thật sự ra thưa anh Vũ, đây là một cuộc chiến về vấn đề mặt truyền thông, nhưng mà tiềm năng thấp là họ có thể làm được chuyện đó. Lý do như thế này, bây giờ chúng ta ngồi lại bình tâm ngồi nghĩ là những người trong nước khi mà họ có cơ hội ra nước ngoài họ đi luôn, không bao giờ trở lại, thì thử hỏi anh tuyên truyền cái gì để anh chứng minh rằng này đất nước anh và môi trường sống anh tốt để cho những người ở ngoài có thể đi vào phục vụ cho anh. Khi mà ngay cả những người của anh, ngay con cháu của anh, ngay cả những người cán bộ cao cấp mà khi có cơ hội nước ngoài họ đi luôn, không bao giờ quay lại. Bây giờ trở lại môi trường sống ở Việt Nam đi. Chẳng hạn bây giờ những người mở quạt áo quạt Việt kiều, khi mà họ về Việt Nam, câu hỏi đặt ra là nóng quá sống không được, đi giao thông thì có thể bị đụng xe bất cứ lúc nào. Cái môi trường ngay Sài Gòn, ngay tại đó, cái thủ đô ngày trước chúng ta sống, bây giờ họ còn không sống được. Cái bản thân những người trong nước họ không sống được. Anh tuyên truyền cái gì để cho người nước ngoài về đó để mà sống với mấy anh? Đúng. Và cái vấn đề chính nữa là cái văn hóa đó của người Việt ở hải ngoại nó khác với văn hóa của nước. Không thể. Cho nên hai cái chuyện đó là chuyện anh Cộng sản Việt Nam, anh rất là muốn tuyên truyền. Vâng. Nhưng mà anh không hiểu người Việt ở hải ngoại họ nghĩ gì. Vâng. Mà anh có thể tuyên truyền được với những đồng bào mà từ trong nước ra đi lao động, nhưng mà anh ta rất là khó. Nhưng mà ngay cả những người lao động họ cũng tìm cách họ ở lại, chứ họ sẽ không có phải. Thành phần lao động đó hiện giờ vẫn chưa phải là chất xám. Chất xám của người Việt ở hải ngoại vẫn là những người đi sau năm 1975, đi vượt biên, hoặc là những người đi năm 75. Vâng. Và con cháu của những người đó, cũng như là thành phần mà những người đã bảo lãnh, những người gia đình mà đi vượt biên sau khi được vượt biên qua đây, là những thành phần ưu tú của đất nước. Dạ vâng. Cho nên đó lý do tại sao chúng ta nói là cái đó là cái không gì thách Cộng sản có thể thực hiện cái điều đó. Thưa cô, bây giờ chúng ta trở lại một bản tin khác liên quan đến lần trước chúng ta có nói về cái sự kiện mà chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Vũ, và tại sao anh Nga và anh Trung Cộng bây giờ sát nhập với coi hai bên hợp tác với nhau. Thì kính thưa quý giả, trong thời gian chúng ta đã biết là anh Nga đó từ xưa đến giờ